Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và hôm nay mình sẽ lên cho anh em một cái list đồ anh em nhé. Hôm nay sẽ có vài món đồ mới gửi đến anh em và một bộ dàn rất là ngon đến từ Victor anh em nhé. Con này nó sẽ là con dàn chung hai thớt của Victor, và nó dạng dàn chung size nhỏ anh em nhé. Và một cái bộ gọi là cũng lâu lắm rồi mới xuất hiện ở nhà mình, chính là Onkyo CRD2 anh em ạ. Một trong số những mã gọi là kinh điển của thằng Onkyo, với cặp loa công suất là 240W một cặp anh em nhé. 240W một cặp, kinh khủng luôn. Và một bộ dàn mini thanh lý này, Panasonic PM37 anh em nhé. Rồi. Để bắt đầu vào video thì em lưu ý một chút là số điện thoại của mình và thằng em Sơn vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại của thằng em Sơn ở ngay bên cạnh là 0933321833 anh em nhé. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào của bên Audio 89 thì có thể liên hệ với mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Với những anh em không thích quan tâm đến những cái món đồ nhỏ đằng trước video, ví dụ như đồ da hoặc là nước hoa hoặc là những cái tai nghe các thứ, thì anh em có thể tua qua đoạn này anh em nhá, để đến với những cái bộ âm thanh. Rồi, bắt đầu vào video thì anh em sẽ nhìn thấy túi da anh em nhá. Đây là một con túi da, túi chéo size lớn nhất ở nhà mình hiện tại bây giờ anh em ạ. Chất da của con này thì sờ cực kỳ sướng anh em nhá, sờ rất sướng. Nhiều anh em cứ hỏi trên video là da, là da thật hay da giả, thì xin thưa với anh em các mẫu bên mình cam kết 100% là da thật tất anh em nhé. 100% da thật tất, và tất cả hàng là đều về thẳng từ bên Nhật về anh em nhé, đều thẳng từ bên Nhật về. Với cái chất da này anh em nhìn này, bảo hành 5 năm về da cho anh em, về cho anh em da cực xịn luôn anh em nhé. Con túi này là một con túi size lớn này, và tất cả những hàng này đều là hàng công ty tất anh em ạ, tức là hàng gọi là hàng của hãng đấy anh em. Nó chỉ thiếu dập logo hãng thôi là nó sẽ cho ra store và bán mấy củ luôn. Nhưng mà mình đã, trước khi cái khâu đóng logo và kiểm duyệt thì mình đã bê về Việt Nam rồi anh em nhá. Đấy, đấy mới là cái giỏi anh em ạ. Đấy mới là anh em mình có hàng ngon để dùng. Đây nhá, thẻ tấm tét da này vẫn còn nguyên anh em nhá. Đấy, bên trong này anh em xem này. Đây, các cái phần lót này anh em nhìn nhá, nó làm cực kỳ đẹp và kỹ anh em ạ. Đấy, anh em mình sẽ dùng thoải mái, không bao giờ sợ gọi là mưa ướt đồ các kiểu anh em nhá. Khá là xịn. Có quai sách anh em nhá, có quai sách đúng không? Và tất cả cả con túi may không có một sợi chỉ thừa nào trên con này. Với chưa anh em? Đấy. Con này sẽ có bao nhiêu ngăn? 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Đấy. 5 ngăn tất cả. Và chất da thì bao xịn cho anh em nhá. Dây đeo thì vẫn là dạng dây rủ bóng anh em nhá, dây rủ bóng. Với chưa anh em? Xịn. Bao xịn cho anh em, toàn thị trường luôn. Và con này thì gần như là chỉ duy nhất mình có thôi anh em. Những cái mã túi chỉ có duy nhất mình có thôi anh em ạ. Kích thước con này nó sẽ chiều cao sẽ được khoảng tầm 27 phân anh em nhá. 27 phân. Và chiều ngang con này thì sẽ được là 24 phân anh em nhá. 24 phân. Với cho anh em, một con túi da lớn nhất ở nhà mình tính đến thời điểm hiện tại bây giờ. Và con túi này hiện tại mình để cho anh em là 890.000 anh em nhá. 890.000, trước con này nó hơn một củ đấy anh em. Hiện tại giá rất tốt rồi, 89. Và bây giờ thằng em Sơn nó sẽ lên form cho anh em nhá. Nó sẽ lên form túi cho anh em. Rồi. Sơn người nó cứ nhằng nhằng người gầy anh em ạ. Chứ người này nó làm gọi là next top model là được, đúng không? Đấy, anh em nhìn nhá con túi nhá. Sang bên chéo đi đây. Đấy. Túi chéo. Về chơi anh em. Con này thì đi học, đi làm, đi chơi thì sẽ rất ok anh em nhá. Tại vì nó là cái form túi gọi là khá là truyền thống anh em ạ. Đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch các thứ anh em mới để được vài bộ quần áo trong này. Rất ok luôn. 890.000 anh em nhá. Tiếp đến với những anh em, chị em cũng được anh em nhá. Con này thì unisex rồi, dùng cho cả nam và nữ được. Với những anh em hoặc chị em nào mà thích một con túi mang tính thẩm mỹ cao thì xin thưa với anh em, chính là con túi này anh em nhá. Túi nó rất là nhỏ gọn anh em ạ. Đấy. Rồi, chất da này bao xịn cho anh em nhá. Rồi, các cái khóa này anh em nhìn này, bên trong nhá. Này, nó làm lớp lót các thứ này, và cũng là hàng công ty luôn anh em nhé. Con này nó sẽ có một logo của hãng dập ở đây này. Đấy. Nhưng mà chắc chắn là không có logo rồi, logo của hãng nó sẽ ra bên ngoài mất anh em nhé. Đấy. Đây, thẻ da đây, để về anh em test da thoải mái chơi cái thẻ này anh em nhé. Ok chưa? Dây rủ bóng. Đấy, con này sẽ có bao nhiêu ngăn? 1 ngăn này, 2 ngăn này. Đấy. 3 ngăn, 4 ngăn, 5 ngăn tất cả anh em nhé. Ngăn mặt trước để anh em để đồ linh tinh này, và ngăn bên trong này anh em có thể để điện thoại, sạc xếp các thứ ở trong này. Và con này nhỏ gọn lắm anh em nhé. Sơn đo kích thước cho anh đây. Nhỏ nhưng mà nó không hề rẻ đâu anh em nhé. Cao khoảng tầm 20 phân này. Đấy. Chiều ngang được khoảng tầm 14 phân anh em nhé. Chiều ngang 14 phân. Để con túi này thì chỉ mang tính chất thời trang, anh em mình để điện thoại, sạc dự phòng này, những cái phụ kiện linh tinh ở trong này được anh em nhé. Khá là tiện. Đấy. Anh em Sơn sẽ đeo vào. Anh em mua về thỉnh thoảng đi chơi gần gần nhà mà để điện thoại trong túi nó kích ấy, thì anh em mình sử dụng con túi chéo, đeo chéo này anh nhá.
thì nó sẽ khá là tiện cho anh em mình sử dụng được nhiều mục đích được. Nói chung là nó nhỏ gọn thôi anh em nhá. Và giá hiện tại cho con này mình đang để cho anh em là 600.000 anh em nhá. Đấy. Cam kết gia xịn bảo hành với giá 5 năm cho anh em. Bên mình chỉ bán đồ gia xịn anh em nhá. Anh em thấy không? Form túi ok không? Đấy. Rất nhỏ gọn anh em nhá. Đấy. 600 bao nhiêu nhỉ? 600.000 anh em nhá. 600.000 xin lỗi anh em nhá. 600.000 tròn cho anh em. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là series tai nghe anh em nhá. Tai nghe hôm nay thì mình sẽ chỉ lên cho anh em những con tai dây màu trắng thôi anh em ạ. Con này thì nó là tai Bluetooth anh em nhá. Nhưng mà nó vẫn có dây quàng cổ. Đó. Đầu tiên là con Lenovo, xin thưa với anh em. Con Lenovo này thì nó là một trong số những cái dòng gọi là cao cấp nhất của thằng Lenovo rồi, ThinkPlus, và nó sẽ là cái dòng tai nghe hybrid anh em nhá. Đây anh em nhìn hybrid này. Hai củ loa, mỗi bên tai sẽ bao gồm hai củ loa anh em nhá. Mỗi củ là 6mm. Và công nghệ hybrid anh em biết rồi, một củ đảm nhiệm giải cân bằng, một củ đảm nhiệm giải sút bát, tất cả trong hộp cộng hưởng này, và cho chất âm ra ngoài cho anh em mình cực kỳ ngọt tai anh em nhé. Mình phải đánh giá con này chất bát đánh rất là ok với chơi anh em, giải mít dày mà chép cũng khá là sáng. Đấy, thùng vách đây, tắt bơm đây anh em nhé. Dây quàng cổ thì cực kỳ chắc chắn, màu trắng tinh luôn. Đây nút bật nguồn này, tiếp đến là tăng giảm âm lượng này. Đấy, ok chưa anh em. Đấy. Pin con này thì dùng được khoảng tầm 8 tiếng nghe liên tục anh em nhé. Sử dụng chân sạc micro USB. Đấy. Và con này thì xin đưa với anh em, giá hiện tại bây giờ siêu tốt luôn. Để cho anh em vẫn cái giá ổn định thôi, 450.000. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng anh em nhé. Chỉ về là thiếu hộp thôi, với cho anh em, không có hộp thôi. Tại vì hàng đấy là nó là hàng nhảy ra. Giá hiện tại Lenovo đã bán con này khoảng tầm hơn một củ anh em nhé. 450.000, với chưa. Tiếp đến đây thì sẽ là một con tai JVC màu trắng anh em nhé. Con này nó có một cái hay là nó sẽ có hộp cộng hưởng anh em ạ. Hộp cộng hưởng này bằng cao su anh em nhá. Nhún này. Anh em mình sẽ có một âm bát nó đánh rất đầy tai. Với cho anh em rất đầy tai. Và chất âm con này thì xin thưa với anh em, anh em mình sẽ nghe tạp nham đủ mọi thể loại nhạc được, từ nhạc bolero đến nhạc trẻ, bây giờ con này chơi đều cực kỳ tốt. Với cái dòng củ học sườn nó như thế này thì anh em đã cảm thấy là chất âm nó ok không? Thiết kế công tai học nhét vừa khuôn tai luôn anh em nhá. Nhét vừa khuôn tai anh em mình luôn. Con này con JVC này. Đấy, những cái dòng JVC rất hiếm thấy Việt Nam nhưng mà chất âm nó cực kỳ ok. Rồi. Cục pin và cái phím điều hướng nó sẽ tích hợp trong này, và pin con này được khoảng tầm 5 đến 6 tiếng em nhá. Tăng giảm âm lượng này, bật này, hoặc là nghe đàm thoại thoải mái tại có mic sẵn rồi anh em nhá. Giá con này hiện tại bây giờ mình cũng để cho anh em chỉ có 400.000 thôi anh em nhá. 400.000 con này. Màu trắng duy nhất anh em nhá. Màu trắng duy nhất. Củ học sườn cực to luôn. Con này nghe hay anh em ạ. Con này nghe đẳng cấp luôn. Tiếp đến đây thì sẽ là một con tai nghe hybrid anh em nhé. Con này thì hybrid cao cấp rồi. Nó đến từ thương hiệu Aplex chuẩn nội địa Nhật anh em nhé. Con này thì hầu như là trên quốc tế, thị trường quốc tế không có. Nó chỉ bán tại thị trường nội địa Nhật thôi anh em nhé. Tại thị trường nội địa Nhật. Đấy anh em nhìn này. Phía sau này. Chữ Nhật này anh em nhé. TWS này. Cái dòng tai nghe True Wireless không có dây anh em nhé. Không có dây dọ gì hết. Đấy. Công nghệ tích hợp trong con này này. Bluetooth version 5.0 Class 2 luôn anh em nhé. Cái gọi là cái thế hệ thứ hai đấy. Kết nối khoảng cách là 10m này, tiếp đến sử dụng tần số kết nối là 2.4GHz anh em nhé. Các cái công nghệ gọi là chống nhiễu và chống sôi ù, tất cả công nghệ Qualcomm hết này, AIDP này, AVRCP này, HFP và HSP anh em nhé. Hầu như là full công nghệ của thằng Qualcomm. Tiếp đến là công nghệ giải mã sẽ không đơn thuần mỗi công nghệ giải mã AAC đâu, mà nó tích hợp công nghệ SBC nữa anh em nhé. Công nghệ SBC này nó cho độ chi tiết nó cao hơn nhiều này anh em nhé. Đấy. Và mỗi bên tai anh em nhá, anh em mình khi đeo lên sẽ nghe được liên tục là 4 tiếng anh em nhá. Ngoài ra hộp sạc sẽ sạc được 5 lần cho anh em nữa. Vậy anh em mình có tổng thời gian là 46. À đầu hộp sạc sạc được 4 lần anh em nhá. Thì tổng thời gian anh nghe được sẽ liên tục được 20 tiếng anh em ạ. 20 tiếng nghe liên tục trên con này. Đây. Các cái thông số sử dụng chân sạc Type-C này anh em nhá. Type-C. Đấy. Ok chưa? Tiếp đến bên này nhá, anh em nhìn nhá. Công nghệ hybrid là công nghệ kép rồi đúng không? Nó sẽ là line, công nghệ line. Bên trong sẽ bao gồm hai củ loa, một củ gọi là băng đảm nhiệm giải cân bằng và một củ đảm nhiệm giải sút bát anh em nhá. Rồi, phía trong này nhá. Đây lật cái này ra, con này thiết kế hộp rất là hay anh em nhá. Lật ra sẽ nhìn thấy con tai nghe bên trong rồi luôn. Ngoài ra thì đây, nó có cái bảng hướng dẫn sử dụng này, cái bảng gọi là giới thiệu sản phẩm, xin lỗi anh em nhá. Đầu tiên nó sẽ là núm cao su này, tiếp đến cái bộ cân bằng âm thanh này. Đấy, đút zin màng tai nghe này, tiếp đến hộp cộng hưởng này. Bên trong này sẽ có hai củ driver, mỗi củ là 6mm này anh em nhá. Đấy, công nghệ kép đây, công nghệ kép ở đây, pin tích hợp trong này luôn. Và đây là cái mạch Bluetooth 5.0.
để phục vụ anh em mình kết nối này, thấy chưa? Và tất cả phía bên ngoài thân tai nghe sẽ là phần cảm ứng anh em mình chạm để nách bài tăng giảm âm lượng các kiểu anh em nhá. Đây này, driver unit này, nó sẽ có một cái giải cân bằng này, tiếp đến là cổng double 62 củ loa 60mm, một củ đảm nhiệm giải sub bass và một củ đảm nhiệm giải cân bằng anh em nhá. Toàn giải đấy, kiểu vậy. Đấy. Tiếp đến bên dưới là đáp ứng độ nhạy từ 20Hz đến 20.000Hz, độ nhạy gần như là full như một bộ dàn cao cấp anh em nhá. Trở kháng 16 ohm. Đấy, những cái dòng tai nghe hybrid này nghe nó sẽ rất là hay, nhưng mà nó có một cái vấn đề là sẽ pin nó sẽ kém hơn những cái con mà chỉ có một loa anh em nhá. Con này thì pin nó được 4 tiếng thôi. Đấy. Max power input sẽ là 5mW. Đấy, độ nhạy sẽ 97dBA 1KHz anh em nhá. Đây, và cái thông số bên dưới này mình vừa đọc ở bên ngoài rồi. Tiếp đến là bên trong tai nghe. Đây. Trong tai nghe con này thì nói chung nó là hàng khủng rồi anh em ạ. Chất âm con này chưa một anh em nào nhận mà chê được anh em nhá. Nhiều anh em có hỏi có hay bằng tai iPhone không thì xin thưa với anh em, tai iPhone gọi con này là cụ tổ luôn anh em ạ, cụ tổ luôn. Đây, bên trong sách hướng dẫn sử dụng này anh em nhá. Hai loại, ok chưa? Hai bộ núm loa đi kèm, hai bộ núm phụ kiện đi kèm. Tiếp đến là dây sạc anh em nhá. Dây sạc. Đấy, một đầu tai C, một đầu USB, ok chưa anh em? Sử dụng để sạc. Và đây nữa, đây sẽ là nhân vật chính của anh em mình, đúng không? Bên trong nó có một cái chú thích này, khi anh em không sử dụng thì nên bỏ cái tai nghe khỏi hộp anh em nhé. Bỏ tai nghe khỏi hộp để tránh trường hợp chai pin ấy, kiểu lại. Anh em nhìn nhá, toàn bộ này nhìn xuyên bên trong được anh em nhé. Đây một lớp nhựa nhám này, nhìn xuyên được trong suốt. Đây, các cái thông số nó ghi cực kỳ rõ ở đây. Tiếp đến là chân sạc tai C, ok chưa anh em? Mở cái này ra nhé, ok chưa? Nó sẽ có báo phần trăm pin ở trên hộp sạc này, đậy vào vẫn nhìn thấy nhá, nhìn xuyên luôn. Đấy, phần trăm pin này. Và cái tem trích cực này là tem hãng nó đã kiểm tra anh em nhé, đã test qua rồi. Đấy, đã test con loa rồi thì nó sẽ có cái tem trích cực đây. Củ tai nghe đây. Anh em mình chỉ việc nhấc ra cái này thôi và search tìm kiếm ở trên điện thoại là sẽ kết nối thôi. Củ nó rất là gấu, với cái dòng củ hybrid này nó rất là đẹp anh em nhé. Anh em sẽ nhìn xuyên thấy bên trong này, hai củ loa bên trong, thấy chưa? Đây có phần nhựa nhám anh em nhìn xuyên được anh em nhé. Đấy, có phần đèn bên này, thiết kế rất đẹp luôn, con này phải nói là thiết kế quá đẳng cấp anh em nhé. Đẳng cấp luôn. Đấy. Phần búng cao su siêu mềm luôn anh em ạ, siêu mềm luôn. Đấy. Và tiếp đến cái bộ anh em nhìn cái tai này, cái phần lõi tai bên trong này. Nó có một cái phần lá gọi là lá kim loại định hướng anh em nhé. Cái phần này khá là hay, nó sẽ cho phần âm nó định hướng vào tai anh em mình sâu hơn anh em ạ. Đây là cái gọi là thiết kế độc quyền của hãng anh em nhé. Thiết kế độc quyền anh em nhìn thấy không? Đấy, mình nhìn này xuyên qua sẽ thấy. Anh em về đọc hướng dẫn sử dụng nó sẽ nói về cái này anh em nhé. Đấy. Và hiện tại con tai này thì mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại con này mình vẫn để cho anh em là 1.250.000 anh em nhá. Và gần như cái lô này là cái lô những cái lô một hai con đen, lần này mình về được một vài con đen thì là nó sẽ lô cuối cùng rồi. Bên kia gần như hết sạch hàng rồi anh em ạ, không còn nữa rồi, bên Nhật cũng hết rồi. Hàng này nó là hàng gọi là hàng đấu giá bên Nhật anh em nhá, tức là những cái con mà nó còn tồn lại ở kho mà hãng của nó thanh lý, giá của nó sẽ khá là tốt. Bên Nhật nó đang bán con này rơi vào khoảng tầm 3 củ anh em nhá. 3 củ. Mà bây giờ nó hàng cơ lý kho giá khá là tốt, mình mua được gom được số lượng thì giá nó tốt anh em nhá. Mình để cho anh em giá khá là tốt, 1.250.000 anh em nhá. Đấy. Rồi. Tiếp đến đây sẽ là series nước hoa anh em nhá. Cái chai đầu tiên mình muốn giới thiệu anh em, giò đi. Giò trắng anh em ạ, một trong số những cái dòng nước hoa mà không thể nào thiếu trong cái tủ nước hoa của anh em mình anh em nhá. Một trong số những cái dòng nước hoa Po Home anh em nhìn này. Cái dòng nước hoa đậm chất gọi là đàn ông lịch thiệp anh em nhé. Con này thì xin thưa với anh em, nó là cái dòng nước hoa xịt mùa hè cực kỳ ok, tại vì nó là cái nước hoa mà có cái nốt hương ngọt mát ở ngay cái nốt đầu tiên anh em nhé, ngọt mát ngay nốt đầu tiên, nên anh em mình sẽ cảm nhận được cái vị gọi là khi xịt ra nó sẽ cực kỳ dễ chịu anh em nhé, cực kỳ dễ chịu. Đấy, chai này thì dung tích là 100ml anh em nhé, dung tích 100ml và made in France, hàng chuẩn của Pháp luôn anh em nhìn này. Đấy, hàng chuẩn của Pháp luôn nhá. Và con này sẽ là dòng tester anh em ạ. Dòng tester tức là cái con mà nó bán cho những cái gọi là những cái store để cho khách test thử mùi anh em nhá. Nhưng mà store nó thanh lý và mình sẽ mua lại ở bên Nhật, là tất cả một store bên Nhật hết. Cái con này sẽ là not for sale anh em nhá, do not for sale, tức là không được bán. Những cái dòng này nó chỉ sử dụng để test thôi, nó không được bán. Và hàng xịn 100% anh em nhá. Với con giò này thì anh em nào cũng nên có một con trong tủ anh em ạ. Nốt hương đầu nó sẽ là ngọt mát, nốt hương thứ hai thì nó sẽ thoang thoảng cái mùi vị gỗ, và cái nốt hương cuối cùng ấy thì anh em mình sẽ có một cái mùi gọi mùi xạ hương, nó sẽ thoang thoảng ở trên làn da của anh em mình và tỏa hương con này được khoảng tầm 1.5 cánh tay anh em nhá. Siêu thơm luôn anh em ạ. Giá hiện tại con này là 1.4 triệu anh em nhá, 1.4 triệu cho chai giò này, với chưa anh em.
Tiếp đến đây thì sẽ là một chai nước hoa gọi là phù hợp nhất để anh em xịt để đi chơi anh em ạ. Đi học và đi chơi chai rất là hợp. Chai này chính là chai Replica anh em nhá. Con này thì con là Selling Day, nó là một trong số những dòng cực kỳ mát, nó mát hơn cả những cái dòng Po Chanel Sport for Men, mát hơn anh em nhá. Đấy, anh em sẽ nhìn cái độ mát nó thể hiện ở cái chữ gọi là cái thể hiện độ nốt hương này. Aquatic Deep Sea anh em nhá, tức là nó sẽ mang cái tính chất hơi hướng của biển này. Sử dụng cho cả nam và nữ được anh em nhá, sử dụng cho cả nam và nữ. Ok chưa? Con chai này thì nó sẽ made in France, hàng chuẩn của Pháp anh em nhá. Dung tích con này sẽ là 100ml, nhưng mà hiện tại con này chỉ còn khoảng tầm 96ml thôi anh em ạ, 96ml, khoảng tầm 95-96ml anh em nhá. Chai này thì siêu thơm, ngọt mát rồi. Cái mùi nốt hương đầu tiên nó sẽ là cái gỗ, nó mùi là mùi bạc hà anh em nhá. Bạc hà quyện mùi vani mát ấy. Xong tiếp đến là các mùi hoa quả lẫn phía sau. Và cái mùi cuối cùng của con này ấy thì nó sẽ là một cái mùi gọi là mùi gì nhỉ? Mình lại quên mất cái nốt hương này rồi. Cái nốt hương cuối cùng nó là cái nốt hương của cái hoa gì ở biển của Mỹ ấy. Hoa gì mà nó mọc ở trong rừng Amazon của Mỹ mình quên mất rồi anh em nhá. Mình quên mất rồi tại vì nó nhiều loại nước hoa, đợt này mình giới thiệu nhiều nó hơi lộn. Nhưng mà cái chai này siêu thơm luôn và thơm mát luôn anh em nhá. Anh em mình xịt mùa hè, xuân hạ thu đông đều được. Nhưng mà chai này sử dụng mùa hè là nét nhất này, tại vì nó thơm nhưng mà nó mát mẻ, anh em mình đi đâu cũng dễ chịu. Anh em mình xịt đi tập thể thao cũng được. Ok chưa? Và chai này hiện tại mình cũng để cho anh em là 1.4 triệu anh em nhá. 1.4 triệu cho chai gọi Replica này, ok chưa anh em? Đấy. Tiếp đến là chai vừa sạc này. Vơ sạc này nó là dòng vơ sạc Eros anh em nhá. Và con này sẽ là hàng tester anh em nhìn này. Đấy, hàng tester. Anh em nhìn đâu? Đấy. Chữ nó in rất là lằng nhằng anh em nhá. Đấy. Chai này 100ml. Đấy, hàng mới tinh luôn anh em nhá. Hàng này nó sẽ là tester và hàng chưa qua sử dụng luôn, tại vì hàng này là mình mua đấu giá bên Nhật về. Nó là cái đống mình thanh lý được khoảng tầm gần 20 chai cơ. 20 chai không phải của một hãng này mà của những cái con giò kia, của con vơ sạc này này và của những cái con Chanel nữa anh em nhá. Đấy, được một ít thôi. Đây, dung tích của con này sẽ là 100ml. Đấy. Made in Italy anh em nhé. Con này sẽ là chuẩn của Ý này. Đấy. Phần như cái phần hàng xịn anh em sẽ nhìn cái phần ống. Ống dẫn bên trong này gần như nó tàng hình luôn. Không nhìn thấy luôn anh em nhé. Và cái phần chai này nó được khắc những cái logo rồi. Anh em nhìn nhé. Đấy. Xịn không? Đúng không? Nốt hương con này thì rất là mát anh em nhé. Con này nó sẽ hơn cái dòng gọi là Versace Po Homme. Con này là dòng xịn nhất của nước hoa nam của Versace anh em nhé. Xịn nhất nước hoa nam luôn. Nó có một cái chai mà màu vàng ấy thì nó đắt hơn chai này một chút, nhưng mà chai màu vàng mình đánh giá là nó xịt, nó không được gọi là mùi, nó cảm giác nó không mát mẻ như con này được anh em nhé. Mùi con này vừa ngọt vừa mát, rất xịn. Rồi, bên trong này khắc cả logo của thằng vơ sạc này anh em nhé. Đấy, logo này đúng không, logo tiếp này. Đấy, vơ sạc Eros. Và chai này hiện tại mình để cho anh em bao nhiêu, chai này vẫn giữ giá ổn định 1.400.000 anh em nhé. Tiếp đến chai xì, chai này thì cũng là của giò Armani anh em nhé. Anh em nào mà mua tặng vợ chai này thì cực kỳ ok này. Con này tại vì nó hàng đấu giá tester anh em nhìn này. Tester. Cam kết hàng xịn 100% anh em nhá. Riêng về giò thì cái nốt hương con này nó ngọt anh em ạ. Con này sử dụng đến mùa buổi, nếu mùa hè anh em mình chỉ xịt buổi tối anh em nhá. Bảo chị em là chỉ xịt buổi tối đi tiệc đi nước thì xịt thôi, tại vì xịt ban ngày thì cái mùi hương hơi sexy ấy. Cái chai này mùi khá là sexy. Khi mà anh em mình xịt vào thì chỉ muốn gọi là bế ngay về nhà thôi anh em ạ. Thế là giả sử mà ban ngày mà bế vào thì dễ lộ, anh em mình đi cho chị em xịt ban đêm, bế về nó đỡ bị lộ anh em nhé. Chai này dung tích 100ml và made in gì đây? Made in France, cũng hàng của Pháp luôn anh em nhé. Dung tích 100ml hàng Pháp. Nốt hương ngọt anh em ạ, nốt hương ngọt. Bao sexy luôn, bao cho anh em vị sexy ở cái chai này. Dung tích vẫn còn khoảng tầm 99ml, gần như mình về thằng em Sơn nó xịt thử ra để ngửi mùi luôn anh em nhé. Mà giá con này hiện tại bây giờ mình để cho anh em là 1.500.000 anh em nhé. 1.500.000 có nắp đầy đủ anh em nhá. Rồi, ok. Thì đây là series nước hoa anh em nhá. Tiếp đến hết trên đống nước hoa rồi sẽ đến cái đống gọi là cái đống loa Harman anh em ạ. Loa Harman hôm nay thì mình có 2 con anh em nhá. Rồi. Loa Harman mình có 2 con. Cái con đầu tiên ở đây thì xin thưa với anh em, con này thì nó không có căng anh em nhá. Thứ nhất là nó không có căng và thứ hai là nó bị chết pin rồi anh em ạ. Hàng con này về rất là tiếc mà mình sẽ thanh lý cho anh em gần như bằng giá mình nhập bên kia về anh em nhá, bằng giá mình đấu giá bên kia, không có 1.000 lợi lãi nào con này anh em nhá. Loa nó sẽ sử dụng con bát đường kính là 8cm, con này là con mid bát anh em nhá. Riêng về Harman anh em nào chơi sẽ biết rồi, nó là gọi là cùng thương hiệu với thằng JBL, nó với JBL là một anh em nhá. Và con này nó như cái mâm thôi, kích thước của ngang của nó sẽ được khoảng tầm 30cm anh em nhá, cái khuôn nó được khoảng tầm 30. Đấy, hai con mid bát đường kính 8cm. Tiếp đến bên trên này thì sẽ là con chép đôm anh em nhé. Chép đôm của thằng Harman.
Đây sẽ là một con bát cộng hưởng đường kính 12 cm, và tiếp đến phía sau sẽ là một con bát cộng hưởng nữa anh em nhé, con bát cộng hưởng nữa cũng 12 cm. Và con này nó là dòng loa kín nên là chất âm nói cực kỳ căng. Con này chuyên dùng cho những anh em gọi là đi bay, anh em biết rồi đúng không? Dân giới trẻ nó đi bay thì anh em biết rồi đúng không? Hết nhạc con về đúng không? Hết nhạc mới về được, tại vì cái dòng này nó đập khá là sâu, chất bát nó lên chất tiếng rất là sâu anh em nhé. Anh em đã chơi qua dòng này sẽ biết chất tiếng siêu sâu luôn. Bên trên này sẽ có báo nút nguồn này. Đấy. Tiếp đến là tăng giảm âm lượng anh em nhé, tăng giảm âm lượng này. Và đây sẽ là nút Bluetooth. Đấy, nút Bluetooth ở phía bên này, đèn báo luôn. Và hiện tại con này thì xin đưa với anh em mình thanh lý cho anh em giá bao nhiêu. Con này hiện tại bây giờ không có e căng này, về không phải là không có, về nó gãy nát rồi anh em ạ, không phải làm gì được. Đấy. Và không có pin, chết pin anh em nhé. Thì hiện tại mình để cho anh em giá siêu rẻ 1.700.000 anh em nhé. Một củ 7 cho con này. Và xin đưa anh em chỉ có một con duy nhất thôi anh em nhé, một củ 7. Đấy. Con này thì nó chỉ có kết nối Bluetooth thôi anh em nhé. Dòng này Harman nó chỉ kết nối Bluetooth thôi, chứ nó không kết nối được ấy đâu, nó không kết nối được có dây các thứ đâu. Duy nhất một kết nối Bluetooth thôi anh em nhé. À, phần chân chứ các thứ anh em nhìn này, đúng không? Chân kim loại rất là đẹp anh em nhé. Con này thì vẫn là ok, chỉ có mỗi cái e căng không có và chết pin thôi. 1.700.000 anh em nhé. Rẻ hơn cả giá mình về đấy. Về thì nó phải rơi vào khoảng tầm hơn 2 triệu rồi. Con này bán thanh lý 1.700.000. Ôi chưa? Test nhạc cho anh em nhé. Và anh em lưu ý nhé, bên mình vẫn còn những cái con như thế này, hàng còn nguyên căng, pin ngon anh em nhé, pin ngon 3 đến 4 tiếng nghe liên tục bình thường. Ok chưa anh em? Đấy, hình thức rất ok. Giá những con như thế này là 3.200.000, kèm cả sạc zin anh em nhé, kèm sạc zin. Con này thì là 1.700.000. Mình sẽ test nhạc một con thôi anh em nhé, mình báo giá nhanh vậy thôi. Cho riêng ai ta chúng ta nhiều trăm năm lâu á, biết bao giấc mơ một ngày cùng không xuyên qua đêm tình mộng buồn hối đã lướt đâu cả trái tim như hẹn qua một trời ấm ngỡ tháng xuân. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi vẫn còn đây hôm qua ngày em một điều xa xưa ta thề nguyện qua thôi. Sang sản phẩm khác anh em nhá. Con này 1.700.000, con này 3.200.000 anh em nhá. Hai con thì nghe như nhau, chất âm như nhau anh em nhá. Tiếp đến đây thì sẽ là một bộ dàn chung của thằng Victor anh em ạ. Con này là con chung hai thớt, dòng chung nhỏ anh em nhá, chung size nhỏ. Căng này, căng về vẫn ok anh em nhá. Căng về khá là đẹp. Đấy. Căng về khá là ok. Đấy. Mặt trước con này cũng ok anh em nhá, có một cái vết xước ở vùng volume này. Đấy. Chức năng con này thì mình xin giới thiệu như sau. Đầu tiên là cái series này là series nó gần như là limited anh em nhé. Trên thị trường rất là ít series này anh em nhé, rất hiếm luôn. Quê chơi anh em. Bên trên này sẽ là thớt âm ly anh em này, thớt âm ly anh em nhé, tích hợp FM luôn. FM con này sẽ đủ 108 anh em nhé, dò full đài Việt Nam. Quê chơi anh em. Bên dưới này thì sẽ là cái thớt MD kiêm CD. Và CD con này chạy cực kỳ ngon anh em nhé. CD chạy ngon, MD chạy ngon, logo Victor chữ nổi anh em nhé. Cái dòng này rất hiếm thị trường. Con này chứ con Victor MD3 anh em nhé. MD3 hiếm thị trường, chơi hay, nhạc ra ngon anh em nhé. Tiếp đến con này thì nó sẽ có một cái gọi là chất bát anh em nhé. Tăng bát bằng nút iPad ở đây. Anh em mình sẽ có một cái bát nó rất là nổi anh em ạ. Rất là nổi với những anh em nào chơi những phòng diện tích 40m2 sẽ cảm nhận thấy cái độ hay của con này nó như thế nào. Anh em nhé, sẽ cảm nhận cái độ hay của này như thế nào. Được chưa? Màn hình thì sáng đẹp anh em nhé. Màn hình sáng đẹp cho anh em luôn, dò đài trực tiếp trên mặt luôn. Anh em về tự dò đài được. Được chưa? Cấu hình loa thì loa được trang bị một con loa bát đường kính là 15 cm anh em nhé, 15 cm. Gân cao su zin mà anh em sẽ nhìn thấy gân cao su nó hình màu ánh màu xanh đấy. Màng sẽ carbon ngọc trai anh em nhé, anh em nhìn thấy không? Carbon ngọc trai. Tiếp đến núm cực kỳ to, anh em sẽ biết côn này to như thế nào. Bên trên này thì sẽ là con siêu chép anh em nhé. Con chép này thì nó sẽ là con chép kim loại của thằng Victor. Chép này rất hiếm thấy trên thị trường và chỉ được trang bị những con cao cấp của thằng Victor thôi. Và cái form mặt của nó anh em nhìn này, form mặt ok không? Đấy, thùng vách của loa nhá. Loa con này thì không phải là loa đẹp anh em nhìn nhá. Loa không phải là một cặp loa đẹp. Phía sau như anh em nhìn thấy đây, thằng bên Nhật có khả năng là nó để cái gì dính vào. Đấy. Công suất của loa sẽ là 50W một chiếc và trở kháng sẽ là 6 ohm.
một cặp sẽ là 100W anh em nhé. Chơi tốt phòng diện tích 40m² trở về thôi và chất âm rất là căng. Đấy. Cục dàn này made in Japan anh em nhìn thấy không? Limited này. Đấy. Công suất của cục dàn này thì ghi ở đâu đây? Ồ, công suất này không thấy ghi à? À đây. Công suất 75W, điện nguyên bản 100V anh em nhé. Made in Japan luôn, nghe chưa? Để trên thiết âm đi nó mới ghi. Kẹp anten AM FM phục vụ em nghe đài, kết nối thiết bị vào ra này, táp AUX này. Một đường in, một đường ngang. Kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm anh em nhé. Và con CD với cả MD sẽ kết nối với âm ly bằng một cái cáp bẹ anh em nhé, cáp bẹ. Tổng thể bộ dàn thì nó đơn giản vậy thôi. Và bây giờ anh em mình sẽ nghe chất âm con này nhé. Và giá con này hiện tại mình để cho anh em, giá con này chỉ có 3.200.000 thôi. Với cho anh em 3.200.000. Và lấy thử chất âm cho anh em nghe này. Rồi. Dàn cực hay mà cái giá của nó cực kỳ tốt rồi anh em nhé, 3.200.000 rồi chưa. Và hiện tại con này thì nhà chỉ có duy nhất một con thôi, thị trường nó cũng khá là hiếm anh em nhé, bản limited thì anh em biết rồi, rất là hiếm. Rồi tiếp theo, sản phẩm tiếp theo thì sẽ là con Onkyo CRD2 anh em nhé. Xin lỗi anh em nhé, vừa có một cuộc điện thoại của một anh khách nên thành ra mình hơi ngắt quãng một chút. Và tiếp đến bây giờ sẽ là cái sản phẩm Onkyo CRD2. Với cái mã dàn này thì anh em nào đã chơi CRD1 sẽ biết CRD2 nó là bản nâng cấp của CRD1 anh em nhé. Thuộc series phân khúc cao cấp nhất của thằng Onkyo anh em ạ. Con này thì sẽ là mã phân khúc cao cấp nhất của thằng Onkyo anh em nhé. Đây. Mặt con này anh em sẽ nhìn thấy toàn bộ mặt nhôm hết anh em nhé. Toàn bộ mặt nhôm hết, cực kỳ đẹp đúng không? Khay đĩa cũng nhôm luôn. Và phần hông này sẽ là hai miếng nhôm cực kỳ dày anh em nhé. Đấy. Và con này dòng âm ly cao cấp nó sẽ bắt ốc lưng ở trên lưng anh em nhé. Ốc sẽ bắt trên lưng với chưa anh em. Rồi thì đây nó sẽ có cái màn hình xanh huyền thoại cực kỳ đẹp, màn xanh đẹp, đèn hát xanh anh em nhé. CD chơi thì cực kỳ ngon anh em ạ. CD dòng này thì phải nói là đẳng cấp luôn anh em nhé. Chạy mắt 213 thôi nhưng mà nó lại tích hợp với công nghệ lọc nhiễu bằng vector với chưa anh em. Công nghệ VL Digital là lọc nhiễu bằng vector. Công nghệ này mất rất nhiều tiền để mua của châu Âu về để trang bị trên những cái bộ dàn cao cấp của thằng Onkyo anh em nhé. Công nghệ này nó sẽ hỗ trợ anh em mình chơi CD tiếng nó sẽ trong veo luôn. Ngoài ra thì anh em mình sẽ có giải mã anh em nhé. Cái đường giải mã vào cũng qua cái mạch VL Digital này, nó cũng cho chất âm cực kỳ sạch sẽ anh em ạ. Sạch sẽ anh em nhé. Mà riêng dòng này thì không thể chê rồi anh em ạ. Đấy. Nó sẽ chức năng sẽ bao gồm chơi CD này, tiếp đến là giải mã chuẩn 24 bit này anh em nhé. Và chuẩn giải mã PCM. Chip giải mã thì to, siêu to khổng lồ anh em nhé, to đúng một góc này. Đấy. Hỗ trợ mặt trước anh em mình các cái cổng line in layout ở mặt trước và toàn bộ các cổng đều mạ vàng hết anh em nhé. Mạ vàng nên anh em mình sẽ dùng từ bây giờ đến lúc bộ dàn vứt đi nó vẫn sẽ vàng như này. Với cho anh em. Đấy. Chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt luôn. Bát chép này. Đấy. Và chế độ direct anh em nhé. Chế độ direct này. Đấy. Direct on, direct off. Direct thì thường những ông nào mà chơi đĩa CD mà thích chơi kiểu CD thuần ấy thì nó sẽ có anh em mình thích chơi direct anh em nhé. Đấy. Rất nhiều anh em thích chơi CD thuần mà không cần qua mạch bắt chép, tại vì nhiều anh em bảo là quanh mạch bắt chép thì nghe nó không còn thật ở chất CD nữa. Và anh em mình cần cái chất thật nhất từ CD thì anh em mình sẽ sử dụng cái chế độ direct này. Hiện tại vì sao những con âm ly cao cấp nó hay có cái cổng direct anh em nhá. Để anh em mình, một là những con âm ly cổ sẽ cắm thẳng phía sau, đến những con đời cao hơn sẽ có nút ấn ở mặt trước để anh em chuyển ra chế độ direct để sử dụng anh em nhá. Khá là ok đúng không? Tiếp đến ở đây thì sẽ là cấu hình loa anh em nhé. Loa con này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 12 cm,
sợi carbon lòng chảo anh em nhé, không có một cái tí gọi là núm nít gì ở đây hết. Đấy. Gân dạng gân xếp lụa tẩm dầu, siêu bền luôn. Và dòng gân này nhá, nó mỏng nhưng mà biên độ dao động cực kỳ lớn anh em ạ. Thế nên tại vì sao con loa bé này chất nó lại có công suất được 120W trên một chiếc loa. Đấy. Thụt hơi xẻ rãnh ở đằng trước này, thụt hơi hàm to anh em nhá. Chất bát nó ra dàn rất là đều ra đây. Anh em mình sẽ không có cái cảm giác mà nghe nó bị bục bục tức ngực đâu, mà nó sẽ rất là êm tiếng anh em nhá. Chất bát êm nghe như có súp luôn. Đấy chưa anh em. Tiếp đến bên trên này thì sẽ là cái con chép đôm, dòng đôm mũi đạn cao cấp nhất của thằng Onkyo. Anh em nhìn đôm như một viên đạn anh em nhá. Rất là xịn anh em ạ. Thùng vách loa thì sẽ được trang bị cái màu vân gỗ tối anh em nhá. Vân gỗ tối. Đây, tổng thể bộ dàn, hàng đấu giá nên là đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Công suất của một loa thì sẽ là 120W như mình vừa nói đúng không? 120W nhưng mà lại trở kháng là 4 ôm thì anh em đã biết rồi đúng không? Cặp loa nghe nhạc, chuyên về nghe nhạc, công suất lớn nhưng trở kháng lại thấp, biên độ dao động màng loa rất lớn, các cái giải tần rất là thấp cũng lên được anh em nhá. Con này thì đúng là full giải tần về anh em nghe nhạc luôn. Cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối anh em nhá. Cọc bắp chuối, dòng cao cấp này, bên ngoài nhựa trong suốt, bên trong sẽ ở đồng nguyên khối. Tiếp đến phần ly thì anh em đập vào mắt anh em sẽ là con dây nguồn siêu to khổng lồ, con dây nguồn cực kỳ to anh em nhá. Tại vì sao? Tại vì sao sử dụng những con dây nguồn to thì anh em mình nào mà chơi âm thanh sẽ biết, nó sẽ có cái độ chống nhiễu gọi là từ phần nguồn vào anh em nhá. Chống nhiễu từ phần nguồn vào rồi hạn chế cái độ nhiễu, xung nhiễu. Công suất của âm ly thì sẽ là 80W điện nguyên bản 100V. Mới chơi anh em, đây là kẹp anten FM nghe đài này. Tiếp đến là đường súp điện ao này. Cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối, dòng gọi là hoa mai hết anh em nhá, dòng hoa mai đẹp. Hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ôm, nghe chưa? Optical in và out để phục vụ em giải mã 24 bit anh em nhá, hai đường luôn. Các cái đường line in line out đầy đủ analog nhá, không thiếu bất kỳ một đường nào trên con này. Và riêng con âm ly này thì sẽ đánh tốt những cặp loa bass 30 cm. Với những anh em nào mà chơi con này sẽ biết là nó đánh sẽ hay như anh em mình, gần bằng anh em mình chơi đèn anh em ạ. 8 trên 10 so với anh em chơi đèn anh em nhá. Anh em chơi đèn thế nào thì nhưng mà âm ly đèn anh em biết nó đắt nào rồi đúng không? Mà con này cả bộ nó thì bây giờ bao nhiêu? Cả bộ Onkyo CLD2 mình đang để cho anh em giá chỉ có 6.200.000 anh em nhá. 6.200.000 cho cả bộ này. Đấy, bảo hành 1 năm trọn vẹn cho anh em, chất âm thì bao hay luôn anh em nhá. Play nhạc này, 6.200. Anh em sẽ nghe thấy nó cực kỳ. Đấy. Nó đánh bão được luôn. Chưa anh em, một bộ dàn đánh phải nói là bạo lực luôn với cái khung hình nó bé này đúng không? Giá hiện tại chỉ có 6.200.000 cho máy thôi anh em nhá. Tiếp đến ở đây thì sẽ là một con dàn máy cỏ thôi nhưng mà chất âm của nó thì khá là đỉnh anh em nhá. Con này chính con là Panasonic PM37. Với những cái dòng này thì anh em sẽ lưu ý một chút là cái màn của nó là gọi là ám muôn thỏ anh em nhá, bệnh chung của con này. Và con này cũng bị ám này nhưng mà anh em mình vẫn nhìn rất là rõ chữ ở bên dưới bình thường anh em nhá. Hai cái đèn hồi H màu xanh đúng không? Đẹp luôn. Đấy. Và tiếp đến bây giờ nha, mình sẽ bật lên cho anh em xem này. Đây. Đấy, bật lên hello của nãy, chế độ nó chế độ demo anh em nhá. Thì anh em chạy nó sẽ đấy nhấp nháy đúng không? Đấy. Mặt toàn bộ mặt gương hết anh em nhá. Hai đèn hông sáng rất là đẹp đúng không? Chức năng con này sẽ bao gồm như sau này, đầu tiên là sẽ chơi cassette anh em nhá. Cassette về cho anh em. Đấy. Tiếp đến là các cổng kết nối này, sẽ bao gồm cổng USB cái đôi máy tính nhận làm sao cạc rời này, cổng PMD để hỗ trợ anh em giải mã tín hiệu này,
cổng phone này anh em nhá. Cổng PMD nó là một cổng giải mã tín hiệu qua cái đường cáp đồng trục, anh em nào mà chơi PMD sẽ biết anh em nhá. Đấy. Chơi MD này anh em nhá, chơi MD này, chơi đĩa CD và CD dòng này đọc cực kỳ ok anh em nhá. CD đọc rất ngon trên những cái mã như thế này. Đấy. Và con này thì xin thưa với anh em, tất cả mọi chức năng thì với những máy cỏ thì mình vẫn bao cho anh em là chạy CD tốt, kết nối điện thoại, máy tính, TV thoải mái ở trên những cái mã như này anh em nhá. Và FM của thằng Panasonic nó chỉ đến 90 thôi anh em ạ. Anh em lưu ý một chút như thế anh em nhá. Về cấu hình loa thì sao? Loa con này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 11 cm gân cao su, màng carbon anh em nhá, màng carbon. Nghe chưa anh em? Đấy. Bên trên này thì sẽ là một cái con gọi là con toàn giải đường kính là 8 cm anh em nhá. Con này là con toàn giải. Đấy. Đấy, gân lụa tẩm dầu, màng giấy anh em nhá. Chất âm con này ra thì đảm nhiệm đủ hết các phần lời và phần mid rồi. Con bên dưới là gần như chỉ lên giải sub bass thôi anh em nhá, gần như chỉ lên giải sub bass. Đây nó sẽ là dòng loa Biwiling anh em nhá, tức là dòng loa hai cầu của chơi anh em. Super wafer thì em biết rồi, nó đánh như sub luôn. Nó đánh như một cặp loa gọi là một bộ dàn mà đã bao gồm sub rời rồi anh em nhá, tổng thể bộ dàn này. Công suất của loa ở trên con này thì sẽ là 35 cộng với cả 15. Đấy, hai phần nhá. Một phần khả năng phần lời sẽ là 15W, còn phần sub bass sẽ là 35W này. Tổng thể của nó sẽ là 50W một chiếc loa, trở kháng là 6 ohm, một cặp là 100W anh em nhá. Thụt hơi phía sau này. Đấy. Loa sẽ là loa hai cầu và mỗi bên loa sẽ bao gồm hai dây như này anh em nhá. Hai dây. Đấy, tổng thể ok chưa? Công suất của cục dàn thì sẽ là 50W điện nguyên bản 100V. Đấy, hỗ trợ loa thì như anh em mình thấy loa hai cầu nó sẽ mỗi hàng sẽ là hai dây và sẽ bao gồm bốn sợi anh em nhé. Bao gồm 4 sợi. Đấy, anh em mình sẽ kẹp mỗi loa là một hàng anh em nhé. Tiếp đến là kết nối với thiết bị điện thoại máy tính TV qua cổng AUX này. Con này sẽ có giải mã 24 bit qua cổng optical in nữa anh em nhé. Optical in kẹp anten AM FM phục vụ nghe đài này. Và cổng optical in này vừa nãy mình chưa nhìn thấy, bây giờ mới thấy luôn. Giải mã chuẩn 24 bit ở trên con này anh em nhé. Và hiện tại cả bộ này mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại cả bộ mình đang để cho anh em giá chỉ có 1.300.000 anh em nhé. Hoạt động CD này, kết nối điện thoại máy tính TV, giải mã 24 bit anh em nhá. Chất âm thì bao hay cho anh em, nghe chưa? 1.300.000. Đây, vào lấy thử nhạc cho anh em nghe này. Anh em nghe thấy âm súp chưa? Súp lên nhá. Dàn chất âm cực ok, nó vừa toàn giải mà nó vừa có sub bass anh em nhá, đánh khá là hay trên mã này. Giá 1.300.000, giá thanh lý rồi anh em ạ. Rồi, video ngày hôm nay thì mình xin phép được kết thúc ở đây thôi và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và xin chào anh em nhá.